Giáo chủ đạo Dừa ở Bến Tre là ai? Giáo chủ đạo Dừa là ông Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1910 tại xã Phước Thạnh, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông xuất thân trong một gia đình giàu có, cha làm chánh tổng, vì vậy ông được thừa hưởng nhiều quyền lợi. Năm 1928, ông Nam được sang du học ở Pháp về ngành hóa học, đến năm 1935 ông tốt nghiệp và trở về nước. Sau đó ông không làm việc cho chính quyền thuộc địa mà mở xưởng sản xuất xà phòng. Đến năm 1945, bỗng nhiên ông Nguyễn Thành Nam từ biệt gia đình vợ con lên núi Thất Sơn tầm sư học đạo, tu theo hạnh đầu đà, phái tiểu thừa, pháp môn khổ hạnh. Ông ngồi tại cục đá trước cột phướng chùa suốt 3 năm, đêm ngày tịnh khẩu chịu đựng gió xương nên thân hình chỉ còn da bọc xương. Sau khi tu ở chùa An Sơn được 3 năm, năm 1948, ông trở về định tường, nay là Tiền Giang, ngồi tu trên một chiếc thuyền đậu ở mé sông trên bến phà Gạch Miễu. Đến năm 1950, ông về lại xã Phước Thạnh, dựng đài bát quái bằng thân cây dừa cao 14 mét, đêm đêm lên ngồi tu trên đài, chỉ một manh áo chịu đựng gió sương. Wow. Cuộc sống tu hành của ông rất đơn sơ đạm bạc, thức ăn chỉ toàn là trái cây, chủ yếu là dừa nên mọi người gọi là ông đạo dừa. Mỗi năm ông chỉ tắm một lần vào ngày Phật đảng. Đến năm 1963 thì ông đến Cồn Phụng nằm trên sông Tiền Bến Tre xây dựng chùa Nam Quốc Phật và tại đây ông chính thức tuyên bố thành lập đạo dừa vào năm 1964 sau khi quyền tham quan còn phụng và tìm hiểu về đậu dừa thì mới thấy ông nguyễn thành nam còn rất nhiều chuyện ly kỳ khi hành đạo này hay có không hay cũng có cả nhà muốn biết thêm không nè